chào mừng quý vị khán giả của chương trình Khỏe đẹp mỗi ngày được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và chủ đề tuần này mà chương trình sẽ mang đến cho quý vị khán giả đó chính là bí quyết làm đẹp khi giao mùa. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Bí quyết làm đẹp. Bây giờ thời tiết đang trong giai đoạn chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu, nên đôi khi các chị em sẽ cảm thấy hơi lăng tăng vì không biết nên trang điểm như thế nào cho phù hợp với thời tiết. Vậy thì Gina xin bật mí các chị em cách trang điểm rất ấn tượng cho thời khắc giao mùa này, đó chính là trang điểm theo phong cách hè thu. Trang điểm phong cách hè thu, chúng ta có thể sử dụng phấn mắt màu bạc hà cho cả hai phong cách trang điểm này, nhưng cách nhấn phấn mắt màu bạc hà sẽ tạo ra sự khác biệt cho hai phong cách. Phong cách trang điểm mùa hè. Ở phong cách này, màu nâu nhạt sẽ phù hợp nhất với cách trang điểm mắt, tán màu nâu nhạt lên toàn bộ bầu mắt. Sau đó chúng ta sử dụng màu bạc hà làm màu chính cho mắt, tức là sau khi đã trang điểm mắt với màu nâu nhạt, ta đánh thêm lớp phấn mắt màu bạc hà để lên lớp phấn mắt màu nâu nhạt. Trang điểm mắt xong, chúng ta đánh má hồng và tô son môi với màu son cam để làm nổi bật nét trẻ trung cho mùa hè nhé. Còn đối với phong cách trang điểm cho mùa thu, nếu như màu nâu nhạt kết hợp với màu bạc hà là điểm nhấn chính cho đôi mắt mùa hè, thì mùa thu lại nổi bật với cách trang điểm ấn tượng nhờ màu nâu đậm. Và đối với cách trang điểm này thì màu bạc hà chỉ cần là điểm nhấn, bổ sung nhẹ nhàng ở phần mí dưới sẽ khiến cho khuôn mặt bạn gái trong trang đầy sức sống trong mùa thu và tiết trời khô hanh và se lạnh. Và chị em nên chọn cho mình tông màu cam đỏ cho đôi môi rực rỡ mùa thu nhé. Nếu như phong cách mùa hè với bước trang điểm mắt tông màu nâu nhạt thì phấn mắt màu bạc hà sẽ được coi là bước quyết định cho phong cách này. Màu xanh bạc hà kết hợp với tông màu nâu nhạt sẽ mang đến sự mát mẻ cho mùa hè. Trong khi đó, tông mắt màu nâu đậm và điểm thêm một chút phấn bạc hà sẽ tạo thành màu hơi vàng đặc trưng của mùa thu. Trang điểm phong cách hè thu. Chúng ta có thể sử dụng phấn mắt màu bạc hà cho cả hai phong cách trang điểm này, nhưng cách nhấn phấn mắt màu bạc hà sẽ tạo ra sự khác biệt cho hai phong cách. Phong cách trang điểm mùa hè. Ở phong cách này, màu nâu nhạt sẽ phù hợp nhất với cách trang điểm mắt, tán màu nâu nhạt lên toàn bộ bầu mắt. Sau đó, chúng ta sử dụng màu bạc hà làm màu chính cho mắt, tức là sau khi đã trang điểm mắt với màu nâu nhạt, ta đánh thêm lớp phấn mắt màu bạc hà để lên lớp phấn mắt màu nâu nhạt. Sau khi trang điểm mắt xong, chúng ta đánh má hồng và tô son môi với màu son cam để làm nổi bật nét trẻ trung cho mùa hè nhé. Còn đối với phong cách trang điểm cho mùa thu, nếu như màu nâu nhạt kết hợp với màu bạc hà là điểm nhấn chính cho đôi mắt mùa hè, thì mùa thu lại nổi bật với cách trang điểm ấn tượng nhờ màu nâu đậm. Và đối với cách trang điểm này thì màu bạc hà chỉ cần là điểm nhấn, bổ sung nhẹ nhàng ở phần mí dưới sẽ khiến cho khuôn mặt bạn gái trong trang đầy sức sống trong mùa thu và tiết trời khô hanh và se lạnh. Và chị em nên chọn cho mình tông màu cam đỏ cho đôi môi rực rỡ mùa thu nhé. Đã bao giờ các bạn gái nghĩ mình sẽ như thế nào nếu thêm một sợi dây ribbon trên mái tóc của mình? Và các bạn gái đã bao giờ thử thay đổi phong cách cho mái tóc của mình chưa? Chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị nếu mái tóc có thêm một sợi ribbon đấy. Làm điệu mái tóc cùng dây ribbon. Kiểu thứ nhất, chia tóc thành hai phần. Để tạo điểm nhấn phong cách thì khi chia tóc, chúng ta có thể chia phần đường chân tóc phía sau theo đường zigzag. Lần lượt thắt tóc cho từng bên. Thắt từ đỉnh đầu đến ngọn tóc cho đến hết tóc và cột lại. Sau khi thắt hết hai bên tóc, lần lượt cuốn từng bên đuôi tóc vào bên trong để tạo thành búi tóc. Dùng kẹp tăm để kẹp một đầu dây ribbon lại và luồn qua búi tóc. Sau đó thắt dây ribbon thành chiếc nơ xinh xinh. Cùng thay đổi với kiểu ribbon sang kẻ tóc nhé. Kẹp ribbon lên trên đỉnh đầu. Lấy một ít tóc và xoắn tóc lại. Vừa lấy ribbon vừa xoắn cùng với tóc và cố định.
sau đó dùng dây thun cột hai phần lại, dùng phần dư của hai đầu dây ri băng cột lại với nhau thành hình chiếc nơ xinh xắn. Cũng khá là đơn giản phải không ạ? Mái tóc đơn điệu đã trở nên sống động và hấp dẫn hơn với sợi dây ri băng rồi. Ở cách thứ nhất thì các bạn gái sẽ trông trẻ trung, nhí nhảnh hơn. Cách thứ hai sẽ khiến cho chị em phụ nữ trở nên điệu đà và nữ tính. Cả hai cách biến hóa trên đều khiến cho các bạn gái trở nên thu hút ánh nhìn hơn đấy. Làm điệu mái tóc cùng dây ri băng. Kiểu thứ nhất, chia tóc thành hai phần. Để tạo điểm nhấn phong cách thì khi chia tóc, chúng ta có thể chia phần đường chân tóc phía sau theo đường zigzag. Lần lượt thắt tóc cho từng bên, thắt từ đỉnh đầu đến ngọn tóc cho đến hết tóc và cột lại. Sau khi thắt hết hai bên tóc, lần lượt cuốn từng bên đuôi tóc vào bên trong để tạo thành búi tóc. Dùng kẹp tăm để kẹp một đầu dây ri băng lại và luồn qua búi tóc. Sau đó thắt dây ri băng thành chiếc nơ xinh xinh. Cùng thay đổi với kiểu ri băng xen kẽ tóc nhé. Kẹp ri băng lên trên đỉnh đầu. Vừa lấy ri băng vừa xoắn cùng với tóc và cố định. Làm tương tự với hai bên còn lại. Sau đó dùng dây thun cột hai phần lại, dùng phần dư của hai đầu dây ri băng cột lại với nhau thành hình chiếc nơ xinh xắn. Biết nhiều mẹ em nhỏ trong trang điểm là mong muốn của rất nhiều chị em phụ nữ. Khi chúng ta có phấn má nhưng hết son môi và ngược lại, liệu đã có ai nghĩ đến việc hoán đổi công năng của chúng cho nhau chưa nhỉ? Gina sẽ bật mí cho quý vị và các bạn những công năng hoàn hảo của các món mỹ phẩm quen thuộc nhé. Thay thế khi mỹ phẩm hết. Khi hết eyeliner, chúng ta có thể sử dụng mascara làm vật thay thế. Chấm đầu cọ của eyeliner vào đầu cọ của mascara và kẻ mắt như bình thường. Son môi bạn đang dùng đột ngột hết, bạn đừng lo lắng nhé. Chúng ta có thể sử dụng son dưỡng và phấn má hồng tạo thành một loại son môi mới. Thoa son dưỡng lên môi, sau đó dùng tay lấy phấn má hồng và thoa lên trên lớp son dưỡng. Loại son sáng tạo này có màu sắc không hề kém cạnh bất kỳ thỏi son màu hồng nào khác đâu nhé. Chúng ta cũng có thể sử dụng son môi thay cho phấn má hồng khi phấn má hết. Lấy một lượng rất nhỏ son môi ra đầu ngón tay và sau đó tán đều lên hai bên gò má. Vậy là đôi má đã có thêm phần màu hồng xinh xắn rồi.